Hello Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay á, thì mình sẽ làm cái món bánh cực kỳ ngon luôn á, giòn rụm mà với tạo hình bắt mắt nữa. Không có cần khuôn, bánh khoai tây chiên, bổ dưỡng thơm ngon theo cái kiểu này thì người lớn hay là con nít gì cũng rất là mê ăn, đầy đủ dinh dưỡng nữa. Mời các bạn mình cùng xem video nha. Đầu tiên á, thì mình chuẩn bị đây ba củ khoai tây, mình gọt phần vỏ cho sạch, xong rồi các bạn rửa cho sạch luôn. Thì mình dùng đây khoảng 400g á, cắt ra những cái khoanh nhỏ nhỏ mỏng mỏng, mình cắt càng nhỏ thì mình hấp càng nhanh chín nha. Cắt hết ba củ khoai xong rồi chuẩn bị sẽ đem đi hấp, hoặc là các bạn luộc cũng được nữa. Mình sẽ cho vào trong cái xửng đem đi hấp. Hấp á, thì nó sẽ hơi lâu hơn, mình hấp khoảng 10 phút tính từ lúc nước sôi với lửa lớn, còn nấu á, thì nhanh hơn chút. Rồi bây giờ đi xào nhân, mình có đây củ hành tây xào cho thơm săn lên, mình sẽ cho thịt vô để xào cho nó thơm. Tiếp theo là cà rốt và củ sắn cắt hạt lựu, xào đều lên cho phần củ nó chín. Mình sẽ nêm vào đây hạt nêm. Tiếp theo là đường, dầu hào, xóc đều lên nữa ha cho gia vị nó tan đều. Xong rồi cái mình sẽ cho tiêu xay vô cho phần nhân nó thơm, trộn đều một cái cho nhân nó chín. Rồi cái phần này nó sẽ ráo nước một chút thì các bạn sẽ cho tiếp hành lá mình sắc nhỏ nhỏ vô. Vậy là xong phần nhân. Quay trở lại, bây giờ khoai tây của mình nó chín rồi, các bạn sẽ xăm vào mình thấy nó chín mềm vậy nè là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy ra hết luôn. Trong lúc khoai còn nóng thì các bạn tán nó ra cho nó mịn nè. Mình tán vậy thì nó nhanh hơn, còn nếu mà các bạn để cho nó nguội một chút nữa nó sẽ hơi cứng, mình tán nó sẽ hơi lâu á. Tán vậy nhanh lắm. Khoai tây thì mình thấy ăn nó bổ dưỡng, mà làm theo kiểu này con nít cũng rất là mê luôn á. Rồi bây giờ phần khoai đã tán mịn hết rồi nè, mình cho vào trong đây chút xíu muối. Và bột mình có ở đây là bột bắp nha, để tạo cái độ giòn ngon. Thì mình dùng ở đây khoảng 3 muỗng canh vung, trộn đều lên nha. Khoảng chừng 50g bột là được à. Thì phần bột này không chính xác, mình trộn sao mà miễn cho cái phần bột nó mịn là được à. Nhồi lên cho nó dễ cảm nhận ha, cho nó mịn, nó không có bị khô và nó cũng đừng có quá nhão. Nếu mà có nhão thì mình cho thêm chút bột nữa. Trộn đều lên thì mình thấy nó ra một khối vậy nè, dẻo mịn, không có dính tay là được. Mình sẽ dùng cái đây là cái đồ ép cam á, để tạo cái khuôn cho bánh. Và thoa lên trên đây chút xíu dầu, mình làm ra những cái khuôn bánh, làm cái này ra nó bắt mắt. Có sẵn cái đồ ép cam thì các bạn làm thử nha, ra nó xinh lắm. Rồi sẽ lấy cái dầu á, mình thoa lên tay chút luôn để chống dính. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại một cái, rồi mình lấy cái viên bột, mỗi một cái vừa vừa thôi nha, khoảng muỗng canh bột thôi. Qua cho tròn lại, rồi bây giờ mình sẽ để vô trong cái khuôn mình ấn nó ra. Có dầu thì nó trơn láng, mình sẽ đè nhẹ nhẹ thôi ha, và phần bột cũng hơi mềm á, cho nó ra vậy nè, rồi cái kéo từ từ ra, nó sẽ không bị dính đâu, các bạn kéo từ từ. Hoặc là các bạn dùng cái bọc á, mình bọc cái khuôn lại cũng được nữa, nó cũng ra cái khuôn đẹp, nó không có bị méo. Rồi vậy là xong. Mình để qua một bên, nó không có dính đâu, khỏi cần phải thay dầu cái dĩa. Cũng làm tương tự ha, để xuống rồi cái mình đè ép xuống cho nó dính chặt vô cái khuôn, để nó ra cái khuôn đẹp. Làm xong rồi nè, đây là cái bánh cuối cùng. Phần bột mà nếu mà có hơi mềm á, thì các bạn cho thêm bột, nó sẽ dễ tạo hình khuôn ra. Đây những cái bánh khoai tây, không cần cái khuôn bánh, chỉ với cái đồ ép cam thôi mà nó ra đẹp vậy á. Sẽ thả vô trong dầu để chiên nha. Dầu á, thì các bạn chiên ở mức lửa trung bình thôi,
và dầu nó hơi ngập một chút để bánh nó giòn ngon. Chiên cho nó chín vàng đều thì cái độ giòn nó được lâu. Mình thả vô từ từ vậy nè, chiên lần lượt chứ đừng có chiên một lần nó sẽ bị dính vào nhau á. Thì các bạn để mức lửa trung bình, cái mình chiên đến khi mà nó vàng là được à. Và trong lúc chiên á, thì mình nhớ xoay xoay một cái nè để cho cái bánh nó đều hơn. Làm á, nếu mà các bạn lấy cái khoai tây mà mình chiên không á thì nó sẽ không có được giòn nhiều, mà thêm chút xíu bột làm theo kiểu này á thì mình thấy cái bánh nó giòn và cái độ giòn nó cũng được nhiều nữa, mà nó lâu nữa, nó ít có bị mềm. Rồi chiên cho đến khi vàng bánh nha. Quay trở lại thì mình chiên chút xíu rồi các bạn. Mình thấy nó vàng và nó giòn. Lúc này gấp lên nó cái miếng khoai á, nó giòn rụm mà nó cứng tay lắm. Sẽ vớt lên hết rồi cái để cho nó ráo dầu. Rồi bây giờ để qua bên. Phần bánh đã chiên xong. Những cái bánh khoai tây dễ thương, vàng ươm đẹp mắt này ha. Rất là giòn luôn á. Nhìn giống như là cái khuôn của cái bánh vậy. Ngon quá. Màu vàng đẹp, bắt mắt. Bây giờ mình sẽ cho phần nhân lên trên ha. Bánh này á, thì các bạn thích ăn nhân này á, thì mình xào mình cho lên, còn không thì mình ăn không vậy vẫn ngon luôn á. Chấm với tương ớt tương cà vẫn ngon luôn. Nhưng mà có thêm nhân á, thì ăn nó sẽ đầy đủ dinh dưỡng hơn và no bụng nữa. Mà bánh này á, nếu mà nít đó mà kén ăn á, các bạn làm thì bảo đảm luôn, bé cũng mê lắm á. Cuối cùng là mình sẽ cho thêm mayonnaise lên trên. Ăn một lần chắc cũng được mấy cái luôn. Rất là đậm đà luôn, giòn rụm mà. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Giòn rụm luôn á. Rất là ngon luôn, giòn mà có cái độ xốp chứ không hề bị cứng. Hòa cùng với phần nhân nữa. Rất là đậm đà. Mình chan thêm chút xíu nước mắm chua ngọt lên á ha, ăn cho cái vị nó đậm hơn. Ngon lắm các bạn. Hoặc là mình cho thêm chút tương ớt nữa để có thêm cái vị cay cay. Đến đây á, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, chia sẻ những video ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.